Đồ gỗ Phạm Gia xin kính chào quý khách, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh video giới thiệu sản phẩm của đồ gỗ Phạm Gia. Hôm nay xưởng em trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng cùng toàn thể mọi người bộ bàn ghế phòng khách mẫu Hoàng Gia V4 chân 14 được làm từ chất liệu là gỗ hương đá. Như trên màn hình quý vị đang xem, sản phẩm này là hàng đặt theo yêu cầu của anh Khương ở thành phố Hải Phòng. Và anh đã tham khảo rất nhiều sản phẩm của công ty đồ gỗ Phạm Gia thông qua website là xưởngđồgỗgiagoc.com. Và anh đã lựa cho gia đình nhà mình một bộ bàn ghế phòng khách mẫu Hoàng Gia V4 như trên màn hình quý vị đang xem. Và sản phẩm này thì xưởng em đã chia sẻ rất nhiều, nhưng mà đây là một cái mẫu mới. Xưởng em quay lại cái video để giới thiệu lại đến quý vị khách hàng, những người đang quan tâm những bàn ghế phòng khách sang trọng đẳng cấp thì có thể tham khảo thêm mẫu bàn ghế Hoàng Gia như trên. Đó. Mẫu này là Hoàng Gia V4, nó là ván tràn nguyên tấm dày 4 phân, không hề chấp ghép. Đó. Đây là vân gỗ tự nhiên 100% nha quý vị. Te ghế là te liền đặc nguyên khối. Te là em làm là te liền đặc nguyên khối không chấp ghép. Và trương ghế là trương liền thủ công. Đây, trương liền hoa rất là đẹp, hình bông sắc nét. Đó. Vách thì đục chám hoa mai, đây là một mẫu đục, có những mẫu đục chám nó nổi hơn nữa. Yeah. Bác nào thích đục kiểu gì, xưởng em sẽ đục như vậy. Đó, bộ bao gồm 2 ghế đơn. À, đây là em đang giới thiệu là 2 chiếc ghế đơn đây. Và kích thước cụ thể thì quý vị lên tham khảo trực tiếp trên website là xưởngđồgỗgiagoc.com, mẫu Hoàng Gia V4. Có phần kích thước em chia sẻ rất là chi tiết. Đó. Các bác thấy cái phần đỉnh hoa này em đục thủ công bằng tay, hoa nó rất là đẹp. Cái phần ván Hoàng Gia V4 thì là cái ván trà này nguyên tấm dày 4 phân. Xưởng em là cái phần ván này nhá, là không bao giờ chấp ghép ở đằng hậu. Bình thường như hàng chợ là thường sẽ chấp ở hậu này. Xưởng em là ván này không chấp, sâu là ván nguyên tấm sâu tối thiểu 60. Em xin chia sẻ luôn, ván nguyên tấm sâu tối thiểu 60 để quý vị các bạn tham khảo. Đó. Và đây là cái mặt bàn. Cái mặt bàn này xưởng em cũng làm nguyên tấm dày 4 phân, nguyên tấm không hề chấp ghép. Đó. Quý vị thấy chưa? Rất là đẹp và sang, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó. Bàn đôn thì có ngăn kéo. Và ngăn kéo em đang rút ra để lắp tay lắm. Đó. Và bộ này thì xưởng em có làm theo yêu cầu là đặt thêm một chiếc đôn đầu bàn. Đấy. Đây một chiếc đôn đầu bàn nữa, nó xinh xinh. Đó, quý vị thấy không? Là một chiếc đôn đầu bàn. Và tiếp theo là đây là cái chiếc ghế dài. Đây là điểm nổi bật của bộ bàn ghế này, chính là chiếc ghế dài này. Ghế dài 2m67. Đó. Phủ bì. Đục chạm rất là cẩn thận nhá. Đây. Quý vị có thấy không? Phần trương liền, liền khối đục hoa hồng rất là tươi. À, vách thì đục chám hoa mai. Ván mặt ngồi là nguyên tấm dày 4 phân, kỳ sang. À, anh chị em nào quan tâm đến những cái sản phẩm sang trọng này có thể liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Xưởng em tư vấn chi tiết. Bác nào cần ảnh chi tiết thì có thể kết bạn với Zalo số 0972 971 555, xưởng em sẽ gửi ảnh chi tiết luôn. Xưởng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.